Chúc các bạn xin chào các bạn. Một tháng rồi mới quay lại em này. Hôm nay cập nhật lại cho các bạn xem mình em này tại mình làm clip bơm rất là nhiều. Tại vì mấy dòng cá, mấy đời cá bơm trong cái kênh mới này của mình. Mà các bạn cứ khoái nhờ chú bạn review lại đi xem cái con cặp bối này nó đã quá. Mình nói không có gì trơn mà rất là nhiều khán giả, rất là nhiều những anh em liên hệ với mình là kêu cập nhật lên nói cách nuôi, nói cái này nọ cho mọi người cùng xem, nhất là sử dụng cái khoáng Nhật Bản trong cái sản phẩm này. Đây là khoáng Nhật Bản, một hộp sử dụng trong một cái hồ này cho các bạn xem. Đó, thì mình quay rất là nhiều đề tài về bơm rồi. Rất là nhiều, nhưng nay mình cũng nói lại mỗi lần anh em khoái mình nói mà anh em cho đề tài là mình thích. Thì hôm nay mình cho các bạn xem lại, thì lúc nào trong clip mình cũng nói như vậy mới gọi là bơm. Còn các bạn mà mở đèn nhiều không gọi là bơm. Bơm là phải che kín hết và toàn trắng ha. Đèn sau này chú đồ bạc đang bị lạc hậu, đang bị những xã hội phát triển tiếp theo là bên Jaco đang nghiên cứu những cái màu để cho bơm không phải là trắng nhưng mà vẫn có tác dụng. Đó là đang nghiên cứu, có thể là cho nên là đèn trắng hay đèn gì cũng hơn đều gọi là đèn đúng cách. Các bạn phong rồi phải phong cho trắng để con cá nó lên đẹp. Thì bên đèn Made in Việt Nam, thương hiệu Jaco đang nghiên cứu, mình cũng đang nghiên cứu rất là nhiều cho bên Jaco. Mở ra các bạn thấy đó, như vậy thì hồ mình là 40 50 1 mét 2. Nhưng mà mình không có để cao, mình để như đây thì mình sử dụng có một cái hộp lọc. Có một hộp khoáng Nhật Bản. Mà các bạn thấy cái hồ cá của mình nó ok không? Có một hộp nè, quay trên đây cho mọi người xem. Đây sử dụng có một hộp khoáng Nhật Bản thôi. Mà quan trọng là sao? Mình bảo đảm 100% luôn. Khi các bạn bơm cá, các bạn tannin cá mà các bạn nói một tuần lễ không trà hồ thì các bạn bị, thứ nhất là các bạn nói không đúng, thứ hai là các bạn bơm bị sai cách, đèn nó yếu. Chứ bơm mà là đèn nó sẽ, có nghĩa là ai mà đã vô cái bơm biết 3-4 ngày nó lên riêu. Nhưng mà cái hồ này mình một tháng rồi, bữa trước mình đã làm clip cho các bạn hai tuần lễ khi mà sử dụng cái khoáng này thì nó không sao hết. Này đã tới nay cũng 2-3 tuần nữa, là có nghĩa là 5-6 tuần rồi không có vệ sinh cái hồ cá, chỉ rút nước ra thôi. Các bạn thấy hôm nay mình quay cảnh ban ngày. Và mình trước hết đầu clip mình đang nói là sử dụng, các bạn khi mà bơm cá sử dụng cái hộp khoáng Nhật Bản này cực kỳ tiện lợi, bảo đảm rất là tốt. Và những anh em, có những anh em đã thân thiết mình cũng hỏi mình cũng chia sẻ giới thiệu chỗ bên kia đã cung cấp và sử dụng đã thành công rất là tốt như chú đồ bạc, chứ không phải như chú đồ bạc là nuôi tốt, nuôi giỏi, biết cách nuôi hay là dạng tay mới được vậy. Những anh em thử đã thấy là bơm sử dụng cái này là tuyệt vời luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem em cá nó đói rồi, nó mình cho ăn mồi. Thì hôm qua mình thôi, mỗi ngày mình cho ăn con cử rồi các bạn, mấy nay mình cho nó ăn cử rồi. Hôm qua mình cho ăn rồi, nay mình chưa cho ăn. Các bạn thấy nó sung lắm nè, con bên đây. Các bạn coi bên đây nó sung, con bên đây nè. Các bạn coi nó nhảy lên rồi nha. Ăn dữ lắm các bạn. Điều đó chúc ăn hết á, mình biết cái lực nó ăn, ăn khung lắm. Đó thì các bạn có thể cho ăn một ngày một cử hoặc một ngày hai cử, tùy theo cái lượng cho ăn mình, theo cái lực của con cá mình, cái sức của con cá mình, cái độ sung, cái thái độ của con cá. Thì giờ mình nói vô con cá, các bạn thấy mình thay nước một ngày hoặc là hai ngày, do mình nuôi bằng khoáng Nhật Bản cho nó có 1-2 ngày mình thay nước một lần. Còn nếu các bạn nuôi bằng không có khoáng Nhật Bản thì các bạn phải thay nước thường xuyên, mà thậm chí thay nước thường xuyên như nãy mình nói còn phải vệ sinh nữa. Ăn hết luôn hả ta, hay là máy hút vô ăn hết luôn rồi ha. Chúc cho ăn thêm. Và mình có kèm theo ở đây nữa nha, cái này nó thật tình đó là có kèm theo, mình sử dụng vitamin M1 bỏ vô mỗi lần thay nước, bỏ vô tùy theo cái lượng nước các bạn xem. Thì con cá này các bạn thấy hôm nay như vậy rồi là full rồi, nhưng cái đầu đã dày rồi, lưng nó chưa full hết nhưng mà sẽ chắc chắn 100% sẽ full. Tại vì con cá này các bạn thấy cái size nè, đó cái size nó hơn bàn tay một cái, bạn gang tay mình chút xíu à, chắc chắn chưa 25 rồi. Xá này chắc chắn là size cỡ 25,
cứ cho 25, 23, 25 mà chứ chưa chưa bao giờ tới 30. Chưa bao giờ tới 30. Đó. Còn bên đây cũng vậy nè. Để mình tắt cái hồ bơm này cho nó dễ thấy. Đó mình đã tắt máy hơi với tắt bơm cho cái nước nó im, các bạn nhìn thấy được em cá nó sẽ dễ. Thì em bên đây không bằng. Em bên đây thì các bạn nhìn cái tướng nó không đã bằng. Cái body nó đẹp nhưng mà cái độ full màu của em bên đây không đã, cái đầu giống nhau nhưng mà lưng bên đây em này hơi yếu hơn. Em bên đây thì màu bóng bảnh gọi là mướt ruột luôn. Rất là đẹp. Mình nuôi rất là bình thường. Không có gì hết, chỉ bỏ sử dụng khoáng Nhật Bản, vitamin M1 và thay nước và cho ăn. Mồi là gì? Tép là chính. Sâu dế gián thay phiên luân hồi, một tuần lễ chỉ một cử phụ thôi, có khi làm biếng là cho liên tục luôn, tại vì cho ăn những cái đó nó dơ lắm các bạn, cho ăn tép là sạch nhất, nước ra nó sạch, có thể là tanh nhưng mà nước nó sạch, nó không có cái lớp cặn bã này nọ. Em này đang mê cho em ăn miếng nữa, còn ăn được thì cứ cho. Các bạn hay nhìn thấy độ mình biết cái nó còn sung lắm, ăn lắm đó, vô cái hấp liền đó. Thì nuôi bình thường thoải mái. Và các bạn chọn cá thì các bạn nên chọn những clip trước mình cũng nói rồi, những con cái lưng nào đó đừng có chọn cái lưng đen, cái lưng nó óng ánh chút xíu, khi mà con cá size nhỏ lưng nó màu sáng thì khả năng nó lên full nó cao đó. Những cái nào mà các bạn chọn cái màu nó sáng thì có khi mà con cá càng nhỏ mà cái lưng nó càng sáng, cái đầu nó càng sáng thì khả năng nó lên cao. Còn cái chai đuôi bắt buộc là phải có rồi. Con cá này thấy không, bạn thấy là còn sung ăn, ăn quá chừng mà còn sung nè. Đó những cái phần đó là phần chai đuôi ngay chỗ mép đó bắt buộc phải có rồi. Con này mình sẽ bơm lên khi nào mà nó cứng sai, chứ còn cỡ sai cỡ này á mà ngừng lại là nó tuột nha. Ngừng lại nó tuột á. Và khi đem về đem di chuyển chỗ khác là chắc chắn tuột của các bạn. Đó và mình cũng sử dụng đèn double win vậy thôi nè. Đó, bốn bóng đèn double win 2 cây. Nếu mà ở đây tại thời cái hồ mình không có chỗ, chứ còn chỗ mình chơi ba bóng rồi 3 cây luôn cũng không sao, mình đã từng bơm 3 cây luôn mà. Cái hồ nếu mà cái chiều dài hồ nó 60, tại cái chiều hồ nó có 40 à. 40 mà có cái hợp lồng nữa cho nên không để được. Các bạn khi mà bơm cá mình muốn nói các bạn là đừng có sợ mà bị cháy lưng, sệ mắt, thì các bạn bơm không có, đừng nên bơm. Phải bơm mạnh, sử dụng đèn mạnh. Có nhiều bạn sử dụng đèn yếu quá cứ nói là cháy lưng không chú, sệ mắt không chú. Mình nói nếu như vậy thì đừng nên bơm. Bơm là phải chấp nhận như vậy. Và mình đã che kín vậy thì khả năng nó sệ rất là thấp, mà đừng có mở ra thường xuyên, nhưng mở vậy thôi, ngắm cá thay nước làm gì, chứ bình thường là hạn chế mở thì nó sẽ không có sệ, chứ mở ra nó sệ nha. Cá muốn không sệ là phải đậy lại. Đó thì mình cập nhật lại với các bạn hôm nay là nó lên coi em này đã kêu bằng đầu lưng là đã quá đã rồi, bên hông mình nó gì cộm đó, đầu lưng thì full nói chung là mà nhưng mà vẫn còn lên nữa, còn mỏng. Cái con này cái đầu nó cũng đẹp hơn nữa các bạn, rất là sung ăn. Đó các bạn nhìn thấy con này cái đầu nó đầu ra gọi là đầu đầu gì không biết nữa. Nhưng mà các bạn thấy nhìn thấy cái đầu nó lạ hơn nè, đó là chiều ngang đó, bên hông nó các bạn thấy độ dày quan trọng, có thấy cái màu nó mướt rồi mà nó dày màu, quan trọng cái đầu nó càng dày độ khả năng xuống nó càng thấp đó. Ok, cập nhật đến đây thôi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những clip sau, xin chào.